mẫu xe Toyota VSG đời 2022 đứng tên cá nhân tại Bình Dương. Mỗi chiếc chạy có 12.000 km, màu vàng cát với sơn rin nguyên con nha quý vị. Và hiện tại đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 540 triệu đồng để quý vị có thể sở hữu mẫu xe này. Và mẫu xe Toyota VSG này đã được trang bị đầy đủ hết rồi nha quý vị. DVD, camera dê, ghế da, dán phim tại sàn, che mưa, chắn cửa. Với chiếc xe này thì quý vị có thể yên tâm về cái chất lượng xe ha. Sơn riêng nguyên con, cam kết không tai nạn, không ngập nước tại Toyota Tân Cảng rồi quý vị. Đó, quý vị thấy không? Màu vàng cát nhìn xe rất là đẹp ha. Nội thất bên trong rồi quý vị. Quý vị thấy không? Bên trong nội thất rất là sáng ha.